Cô gái trong đoạn băng là sinh viên mới lên thành phố để nhập học, đang cần tìm chỗ trọ. Một cặp đôi đã dẫn cô gái tới nhà trọ mới xây và dùng lời ngon tiếng ngọt để khiến con mồi rơi vào bẫy. Con thấy vừa lòng đó, thì con đặt cọc luôn 3 tháng đi, còn mọi thứ để cô lo cho. Dạ, trọ ở đây cũng đẹp mà rẻ quá trời. Thấy cô gái không mảy may nghi ngờ, bọn chúng ép cô gái đưa tiền nhằm đánh nhanh rút gọn. Con gửi đủ ra con. Dạ. Cô gái vội vàng lấy trong túi ra 6 triệu đồng đưa cho bọn chúng. Người phụ nữ lấy giấy bút, giả vờ ghi biên lai, tỏ ra mình rất là chuyên nghiệp. Đây, biên lai con. Dạ. À. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Cô gái đáng thương vẫn không hề hay biết mình đã bị lừa. Liên tục cảm ơn hai người. Quyền nhiều dọn đồ luôn nha. Dạ. Và hẹn vài ngày sau sẽ dọn tới. Trời ơi, bây giờ nhiều lừa đảo dữ vậy ta. Bởi tụi em khổ lắm anh. Tụi em á là tự thân lên Sài Gòn luôn. Đơn cô thế cô, không một ai nương tựa luôn. Bây giờ anh nhìn coi bạn bè đồng trang lứa với em, người ta thi qua hậu, còn em với nhiên tự nhiên bây giờ hả, còn lay lất nè, kiếm phòng trọ nè, rồi ăn uống trà sữa ngủ nghỉ, tụi em dữ lắm. Thành ra có cái gì anh chiếu cố thêm, anh giúp tụi em với nha. Thôi hai đứa đừng có như vậy nữa. Không, anh hiểu hết á, không sao hết. Anh á là tình nguyện viên ở trường này, những bạn mà sinh viên mới là tới đây anh đều giúp đỡ hết trơn á. À. Dạ vậy thì tốt quá, tụi em cảm ơn anh. À, anh có biết cô chủ trong cái clip đó không anh? Em thấy nhà thì sáng sủa, tụi em thích lắm, nhưng mà sợ không có giống trong clip. Trời ơi, tính ra hai đứa may mắn dữ lắm đó nha. Cô đó sát bên nhà của anh luôn, là người quen của anh, là cô của anh đó. Vậy luôn hả? Anh hơn những đẹp trai mà còn tốt bụng đó nghe, tương dễ sợ luôn á. Anh mà là người yêu của em hả, lại chắc anh thích lắm đúng không? Em thấy trong ánh mắt của anh nó thật lòng với em á, thì em cũng miễn cưỡng em đồng ý. Đi có nhà em, thôi giờ đi mà coi phòng đi em ha. Đi Thanh dẫn coi phòng nè. Dạ. Nè quá đi à. Giới thiệu với em, đây là nhà trọ của cô anh ha. Cô của anh đó là cho sinh viên thuê không à. Trở lại cái chỗ này là nó gần siêu thị, gần chỗ rạp chiếu phim, rồi gần trường học nữa. Từ đây qua trường tụi em mới có 5 phút à. Rất là gần luôn, cứ yên tâm thuê chỗ này ha. Anh ơi, chắc tụi em suy nghĩ lại quá. Mấy cái chỗ mà đẹp đẹp như vậy á, sao thuê một tháng cũng 7-8 triệu lận. Tụi em sinh viên nghèo, tụi em không có tiền thuê đâu. Đâu có, cũng rẻ lắm, chứ không có mắc đâu. Trời vậy mà không mắc gì anh ơi, trả không có nổi đâu. Mắc lắm á. Mắc cái gì đâu mà mắc cũng biết nữa. Chào cô. Tụi con nói cô cho thuê mắc á, là con á xúc phạm tới cô, không tin tưởng cô rồi đó. Giới thiệu với hai em, đây là cô của anh, chủ nhà trọ ở đây. Cô giàu có vậy nè, cơ ngơi cô to lớn vậy nè, không lẽ cô sống dựa vào nhà trọ này hả? Mỗi tháng 2,5 triệu một phòng. Cái gì? 2,5 triệu? Trời, cô có nhầm không, cô có lộn không vậy? Trời ơi, cô làm chủ mà sao làm được con. Đang vô mùa học á nên cô cũng thoải mái. Cái phòng này á, cô bước 500 là còn 2 triệu. Thôi chốt liền đi, cô có không suy nghĩ bất kỳ gì hết trơn á. Vậy là tốt quá. Dạ. Cọc 3 tháng 6 triệu nha. Trời ơi cô ơi, mình thuê nhà trọ mình cọc có 1 tháng thôi, chứ ai chơi mà cọc 3 tháng như cô, sao có tiền đâu trả con. Đúng rồi cô. Mấy hai tụi em thông cảm với cô của anh. Tại vì mấy tháng trước á, có mấy sinh viên tới đây ở nè, không có đặt cọc trước á. Cái nửa đêm cô anh đang ngủ ngon thì tụi nó bỏ trốn mất tiêu. Nên bây giờ bà sợ không có gì hết á. Chứ cô anh uy tín dữ lắm. Em đừng có vậy ha. Cô giữ là để phòng thân thôi. Chứ mai mốt tụi con á mà trả nhà trọ, cô trả tiền cọc đủ không thiếu một cắc luôn đó. Bây giờ còn có một phòng chót nè, tụi con đặt luôn đi. Đúng rồi đó, cô của anh về dễ thương lắm. Cô anh là nghe mấy cái dịp lễ đâu ha. Mấy sinh viên tụi em là cô anh còn tặng quà đem về quê nữa. Không, mà tiền không có, giờ sao mà. Cô anh ơi, cô anh, cái phòng trọ hôm qua còn không cô? Cho con cọc đi. Trời ơi, hôm qua tôi kêu cậu lấy tới đây cọc á, mà cậu không chịu. Bây giờ á, hai cô này đã cọc rồi. Kệ đi, cô đã hứa với con thì cô phải giữ lời hứa chứ. Đó, thấy em thấy không, cái nhà trọ của anh bây giờ là ở một phòng á, là tới nồm nọp đi người ta thuê. Tranh thủ em, tranh thủ mới thuê đi, thế nó thiệt á. Hôm qua kêu là không cọc. Bây giờ cậu bỏ về rồi, người ta cọc hết rồi sao? Bây giờ thôi vậy nè ha, ra ngoài kiếm phòng trọ nào ở đỡ đi. Khi nào ở đây trống á, tôi gọi điện thoại vô là cậu mướn. Hai chị ơi, em năn nỉ hai chị á, nếu mà không thuê nữa, nhường cho em đi. Chứ sáng giờ em đi nguyên cả ngày rồi, mà không có cái phòng trọ nào mà ok như ở đây. Thì thật sự là anh biết là phòng rất ok, nhưng mà thôi bây giờ anh cứ ra nhà nghỉ rồi anh nghỉ ngơi đi. Chốt cái phòng này cho hai bạn nữ đi, cái đã ưu tiên cho nữ trước. Anh nha, anh đi đi anh. Nhi thấy chưa Nhi, mình chốt cho Nhi nha. Thôi chụp nhanh đi em ơi. Thôi kể ba đứa kêu, đứa kêu. Không phải, mày bình tĩnh này coi, tao có tiền đâu mà chốt mày hả? Tiền trong túi đâu mà có. Cô ơi, bây giờ cô giúp con một chuyện này nha. Tụi con á, thật sự không có đủ tiền. Bây giờ tụi con á, chạy về quê. Tụi con lấy tiền lên đưa cho cô liền. Trời ơi, cái gì mà phải về quê? Tụi con gọi điện là cha mẹ gửi tiền lên cho con liền chứ gì? Ba mẹ tụi con làm nông đâu có biết công nghệ đâu mà chuyển với chuyển. Con hứa với cô á, con bắt xe về quê nè, con lấy tiền lên đặt cọc liền luôn á. Tin con đi.
Cũng được cô hả? À, vậy cũng được. Vậy hứa nha cô. Cô chừa cái phòng này lại giữ cho con, tụi con nha. Dạ, cảm ơn cô Hạnh. Em cảm ơn anh. Dạ, dạ nha. Dạ, 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 về nha. Dạ, anh em về nha. Dạ, nhớ lên nha. Dạ. Tính em cũng uy tín dữ ha. Ờ, có tiền cho em. Có nè anh. Trời, làm vậy cô thích ghê vậy. Dạ, 6 triệu đưa cô và anh. À, để giữ giùm cho. À ha, quên nữa. Hôm qua con chưa kiểm tra phòng. Anh hoặc cô mở phòng coi kiểm tra được không? Hôm qua con nói sớm để cô ha, chuẩn bị chìa khóa cho con quên rồi. Đúng rồi đó em. Cái này thì con có. Cái gì vậy? Đây mở cho dễ gần chết luôn rồi con. Rồi. Nè, phòng này đúng không? Cho ta coi phòng này nha. Sao? Chiêu trò lừa đảo sinh viên của hai người không có qua mặt được tôi đâu. Khi phát hiện nhà trọ của Thảo là địa bàn được các người lựa chọn để lừa đảo, tôi đã đóng giả thành tân sinh viên để truy tìm thủ phạm thật sự. Em cảm ơn anh. À, anh có biết cô chủ trong cái clip đó không anh? Khang, đồng bọn của bà đã lấy danh nghĩa là tình nguyện viên. Những bạn mà sinh viên mới là tới đây anh đều giúp đỡ hết trơn á. Để dễ dàng tiếp cận với nạn nhân, lợi dụng nhu cầu tìm trọ, các người đã dụ dỗ họ đến địa bàn mà hai người đã chuẩn bị sẵn, dùng lời ngon tiếng ngọt cùng với cách lời mời gọi hấp dẫn như phòng trọ giá rẻ. Mỗi tháng 2,5 triệu một phòng, cô bước 500 là còn 2 triệu. Đi kèm với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cô anh là nghe mấy cái dịp lễ đâu ha, mấy sinh viên tụi em là cô anh còn tặng quà đem về quê nữa. Đánh vào tâm lý của các bạn trẻ mới lên thành phố còn nhẹ dạ cả tin. Thôi chốt liền đi, cô không suy nghĩ bất kỳ gì hết trơn á. Thấy con mồi vẫn còn do dự, bà tiếp tục cho một đồng bọn khác đến giả vờ giành giật phòng trọ. Cho con cọc đi, em năn nỉ hai chị á. Nếu mà không thuê nữa, nhường cho em đi. Với chiêu khích tướng kế này, nạn nhân càng dễ dàng mắc bẫy, mất cảnh giác mà cọc luôn cho bà 3 tháng tiền nhà để chốt phòng. Tất nhiên, đến ngày nạn nhân đến nhận phòng thì mới tá hỏa ra mình đã bị lừa, còn hai người thì đã ôm tiền cao bay xa chạy. Em bị đánh cắp hả? Dạ không có chị, tại em muốn trọ ở đây á, mà sáng giờ em liên lạc với cô chủ không có được. Em thấy bí quá, giờ không có đường đi, cho nên em định phá khóa. Trời mẹ ơi, nó phá cái khóa luôn kìa Nhi ơi. Ủa gì vậy em, cái chỗ này đó giờ có người thuê rồi mà. Em không biết hả? Rồi sao tự nhiên em vô đây em mở cửa là sao? Ủa đâu có chị, em nói thiệt mà. Nè chị coi biên lai nè, em có cái biên lai đóng cọc nè. Sao tên ai lạ quắc vậy? Tao phải tin mẹ mày đâu. Trời mẹ ơi, em bị lừa rồi đó em. Hả? Là sao? Là em bị lừa hả? Chết rồi, tiền của em cộng tới 3 tháng luôn á. Chị ơi, chị sao chị nghĩ chị giúp em với. Thôi rồi, em bình tĩnh đi. Chị sẽ không để yên chuyện này đâu. Ủa vậy Nhi, này nhà trọ tao mắc gì phải để yên ta. Nha, mày làm đi. Yên tâm để chị sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Sẽ không có một hành động phạm pháp nào qua mắt được tôi đâu. Sao? Còn gì để chối cãi không? Bà chủ trọ giả mạo. Ủa nhỏ kia, tao không tha cho mày đâu. Dành hơi sức đó, lên phường nói chuyện đi. Mời hai người theo chúng tôi lên phường, hợp tác điều tra. Đi! Thả tôi ra. Mùa nhập học đã đến, đây là thời điểm lý tưởng để cho các đối tượng lừa đảo xảy ra nhiều ở các phòng trọ. Các bạn tân sinh viên nên đề cao cảnh giác để tránh trở thành con mồi tiếp theo của những bọn lừa đảo này. Thứ nhất, cần phải biết rõ nhà mình sắp thuê có phải chính chủ hay không, và cần phải có thông tin rõ ràng và có thể tham khảo những hàng xóm xung quanh để có thông tin chính xác nhất. Thứ hai, cần phải đọc hợp đồng kỹ để tránh khoản tiền bất hợp lý. Thứ ba, ảnh trên mạng và ngoài đời thật hoàn toàn khác nhau, nên chúng ta cần phải đi xem thực tế để có được một căn nhà thuê như thỏa thuận ban đầu. Tôi là chị phóng viên, thì sẽ không có bất kỳ một hành động phạm pháp nào có thể qua mặt được tôi đâu.